chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Israel bày tỏ ủng hộ Ukraine khuấy động cuộc chiến tranh lạnh lớn hơn. Hai vụ ám sát ở Liban và Iran tác động ra sao tới Israel? Tổng thống Ukraine quan sát hoạt động đầu tiên của chiến đấu cơ F-16 Chính phủ Anh tạm dừng cấp phép xuất khẩu vũ khí quân sự mới cho Israel. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhà phân tích Anthony De Luca Barata của tạp chí quân sự Mỹ National Interest bình luận, trong khi sự chú ý của thế giới tập trung vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và xung đột ở Trung Đông tiếp tục căng thẳng, thì xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn. Cuộc xung đột này không chỉ là cuộc đụng độ đẫm máu và thảm khốc giữa Nga và Ukraine, mà còn là cuộc chiến ủy nhiệm trong cuộc chiến tranh lạnh lớn hơn giữa khối phương tây do mỹ lãnh đạo và khối á âu bao gồm trung quốc nga iran và các đối tác của họ hiện nay các chiến trường mới ngày càng trở nên kết nối với nhau dẫn đến một hệ thống địa chính trị thống nhất được đặc trưng bởi sự cạnh tranh và xung đột quan trọng là những kẻ thù chính của cuộc xung đột ở trung đông gồm israel và iran cũng bằng cách nào đó đang tham gia sâu vào xung đột nga ukraine tuy nhiên mối quan hệ israel ukraine không phản ánh đầy đủ sự liên kết địa chính trị cơ bản của họ trong cuộc chiến tranh lạnh mới vì sự ủng hộ của Israel đối với Ukraine bị hạn chế bởi sự hiện diện của Nga tại quốc gia láng giềng Syria của Israel và vị thế bấp bênh của người Do Thái tại Nga. Ngược lại, Iran đã kiên quyết ủng hộ cuộc xung đột của Nga, củng cố liên minh chiến lược Nga-Iran. Trước đó, Israel đã đứng ngoài cuộc trong xung đột Nga-Ukraine, từ chối hỗ trợ đáng kể cho Kiev. Tuy nhiên, khi Israel chiến đấu với các lực lượng thân Iran ở Trung Đông, Ukraine lại đối đầu với Nga, một trong những đối tác chính của Iran. Israel đã có cách tiếp cận thận trọng đối với cuộc xung đột ở Ukraine, cố gắng tránh làm Nga tức giận. Israel duy trì mức độ hợp tác nhất định với Nga, đặc biệt là ở Syria, nơi lực lượng Nga có sự hiện diện lớn. Chính phủ Israel tin rằng việc có mối quan hệ tốt với Nga là rất quan trọng đối với an ninh của Israel khi nước này tìm cách chống lại ảnh hưởng của Iran và các hoạt động của Hezbollah trong khu vực. Bất kỳ cuộc đối đầu trực tiếp hay sự hỗ trợ đáng kể nào cho Ukraine đều có thể gây nguy hiểm cho sự cân bằng mong manh này, có khả năng dẫn đến các hành động của lực lượng Nga ở Syria đi ngược lại lợi ích của Israel. Tuy nhiên, ông David Kirichenko, học giả nghiên cứu tại Hiệp hội Henry Jackson cho rằng cách tiếp cận hiện tại của Israel đang bỏ qua những lợi ích chiến lược của việc hỗ trợ Ukraine. Bằng cách hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, Israel có thể gián tiếp làm suy yếu vị thế của Iran. Iran và Nga đã hình thành một liên kết chặt chẽ với việc hai nước đang tăng cường hợp tác quân sự. Như vậy, sự suy yếu của Nga do xung đột ở Ukraine sẽ gây căng thẳng cho sự hợp tác của Iran với Nga làm giảm khả năng thể hiện sức mạnh của Iran ở Trung Đông. Kết quả này phù hợp với lợi ích an ninh lâu dài của Israel. Mới đây, ông Joram Schweizer, chuyên gia về chủ nghĩa khủng bố quốc tế, Người đứng đầu chương trình chủ nghĩa khủng bố và xung đột cường độ thấp thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel INSS nhận định rằng nước này hiện đang đối mặt với một cuộc xung đột phức tạp kéo dài trên nhiều mặt trận. Gần đây, Israel được cho là đã thực hiện các cuộc ám sát nhằm vào những mục tiêu quan trọng bao gồm thủ lĩnh chính trị của Hamas Ismail Haniyeh và Fuad Suk, một sĩ quan cấp cao của Hezbollah. Những hành động này không chỉ phản ánh quyết tâm của Israel trong việc duy trì thế mạnh quân sự và chính trị mà còn nhằm gửi thông điệp rõ ràng đến Hezbollah, Hamas, Iran và các đối tác của họ. Nhưng chuyên gia giờ lưu ý, giống như mọi hành động khác, hai hoạt động ám sát trên đều mang tới những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực với Israel. Vụ ám sát chỉ huy cấp cao của Hezbollah thứ nhất sẽ gây phản ứng mạnh mẽ đối với tình hình căng thẳng. Vụ ám sát ông Chuk có thể được xem là phản ứng cần thiết đối với vụ tấn công khiến hơn 10 thiếu niên thiệt mạng ở Masdan Sam thuộc các nguyên Golan do Israel kiểm soát. Thứ hai là Israel muốn gửi thông điệp đến thủ lĩnh của Hezbollah Hassan Nasrallah về sự dễ bị tổn thương của Hezbollah và quyết tâm của Israel trong việc loại bỏ các chỉ huy cấp cao, làm thay đổi cân bằng quyền lực trong khu vực. Tuy nhiên, việc ám sát ông Suk có thể kích thích Hezbollah phản ứng mạnh mẽ, có khả năng tấn công các cộng đồng phía Bắc của Israel, bao gồm Nahariya, Haifa và Tel Aviv. Tiếp đến là nguy cơ gia tăng căng thẳng với Hezbollah, ảnh hưởng đến vấn đề vũ khí, thế trận lực lượng, kinh tế và mối quan hệ với Mỹ cũng như ảnh hưởng đến tình trạng pháp lý quốc tế và tình hình nội bộ Israel. Đối với vụ ám sát lãnh đạo chính trị Hamas về lợi ích, thứ nhất, Israel muốn gửi thông điệp đến Hamas rằng các lãnh đạo Hamas không có quyền miễn trừ, không chỉ ở Gaza mà còn trong các trung tâm hỗ trợ của họ như Iran. Thứ hai, hành động này cũng gửi thông điệp mạnh mẽ tới Iran rằng họ vẫn có thể bị tấn công, ngay cả trong nước và đối với các quan chức cấp cao của các nhóm thân Tehran. Tuy nhiên, vụ ám sát ông Haniyeh chủ yếu mang tính biểu tượng vì việc loại bỏ ông này có thể không tác động đáng kể đến năng lực quân sự hoặc chính trị của Hamas. Việc ám sát ông Haniye không ảnh hưởng đến chính sách của Hamas, đặc biệt là các thỏa thuận con tin hoặc các yêu cầu của lãnh đạo khác như Yahya Sinwa. Có nhiều người thay thế tiềm năng trong Haniye và việc tìm kiếm người thay thế sẽ không gặp khó khăn đáng kể. Tóm lại, các vụ ám sát được cho là của Israel nhằm gửi đi thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ và đồng minh của họ, đồng thời thể hiện quyết tâm không nhượng bộ trước các mối đe dọa. Mặc dù những hành động trên có thể có lợi ích chiến thuật, nhưng chúng cũng tiềm ẩn nguy cơ phản ứng mạnh mẽ và gia tăng xung đột. Điều này có thể ảnh hưởng đến tình hình an ninh của Israel và ổn định trong khu vực. Theo tờ Jerusalem Post của Israel, giáo sư Uzi Rabi, giám đốc trung tâm Mosdayan về nghiên cứu Trung Đông và Châu Phi tại Đại học Tel Aviv đã chia sẻ quan điểm về những vụ ám sát các quan chức cấp cao của Hamas và Hezbollah như Mohammed Deif, Ismail Haniyeh và Fuad Suk. Ông Rabi cũng đưa ra những phân tích quan trọng về ảnh hưởng của những sự kiện này đối với khu vực và chiến lược của Israel. Giáo sư Rabi nhấn mạnh rằng các vụ ám sát những lãnh đạo cấp cao của Hamas và Hezbollah đã đóng vai trò quan trọng trong việc khôi phục sự gian đe của Israel như một quốc gia mạnh mẽ và sẵn sàng hành động. Giáo sư Rabi cũng nhấn mạnh rằng các sự kiện như vậy đã khiến các nhà lãnh đạo Iran cảm thấy lo lắng về khả năng xảy ra những vụ ám sát tương tự đối với chính họ. Điều này có thể gây ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý của các lãnh đạo khu vực. Tuy nhiên, ông Rabi cảnh báo rằng tình hình địa chính trị hiện tại đòi hỏi Israel phải chuẩn bị cho một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Ông Rabi cho rằng để đưa người dân miền Bắc Israel trở về, Israel cần phải sẵn sàng và hành động trong một cuộc giao tranh lớn. Ông cũng chỉ ra rằng Iran đã xây dựng một vành đai lửa trong khu vực xung quanh Israel trong suốt hơn 40 năm qua. Điều này khiến cho giao tranh trở nên khó tránh khỏi. Ở một diễn biến liên quan, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ sencom tướng Michael Kurila đã tới Trung Đông ngày 3 tháng 8 và có kế hoạch thăm Jordani và Israel trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Israel leo thang nguy hiểm. Theo giới chức Mỹ, chuyến thăm Trung Đông của tướng Kurila được lên kế hoạch trước khi căng thẳng bùng nổ mới đây giữa Israel, Iran và phong trào Hezbollah ở Liban và ông sẽ nỗ lực huy động một liên minh quốc tế và khu vực tương tự như liên minh đã bảo vệ Israel trước cuộc tấn công của Iran hồi giữa tháng 4. Lầu Năm Góc cũng vừa quyết định tăng cường sự hiện diện quân sự tại Trung Đông với việc triển khai thêm tàu chiến và máy bay tiêm kích đến khu vực này. Các quy định thể hiện việc giữ đúng lời hứa mà tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Theo thông tin từ Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm mới đây, ông Biden cũng đã thảo luận với ông Netanyahu về các đợt triển khai quân sự mới của Mỹ để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công có thể xảy ra từ tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái. Lực lượng hậu thi thông báo hạ một UAV trị giá 30 triệu đô la Mỹ của Mỹ. Ông Yahya Sare, người phát ngôn của nhóm vũ trang Houthi ở Yemen cho biết, lực lượng vũ trang Yemen đã sử dụng tên lửa phòng không nội địa để bắn rơi máy bay không người lái UAV MQ-9 Reaper của Mỹ khi nó thực hiện nhiệm vụ không thiện trí trên không phận tỉnh Sada. Cơ quan truyền thông của lực lượng Houthi thân Iran và ủng hộ phong trào Hamas đã cho công bố video hiện trường mảnh vỡ thiết bị bay không người lái UAV MQ-9 Reaper mà họ đã bắn hạ trên vùng trời tỉnh cực Bắc Sada ở Yemen. Ông Sare cho biết đây là chiếc MQ-9 thứ bảy bị loại bỏ trong chiến dịch hỗ trợ người dân Palestine ở giải Gaza do nhóm vũ trang Yemen tiến hành từ cuối năm ngoái. Đây cũng là lần đầu Houthi tuyên bố bắn rơi UAV Mỹ kể từ sau đợt không kích quy mô lớn của Israel nhằm vào cảng Horeda. Quan chức Houthi cũng thông báo lực lượng hải quân và tên lửa của nhóm vũ trang này đã phóng loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào tàu hàng Groton trên vịnh Aden tuyên bố đòn tập kích có độ chính xác cao. Giới chức Mỹ chưa lên tiếng về thông tin UAV MQ-9 bị bắn rơi. Trung tâm thông tin hàng hải chung GMIC, đơn vị phối hợp với Liên minh Hải quân phương Tây trong khu vực, xác nhận tên lửa Houthis đã đánh trúng mạng tàu Croton ở vị trí ngay trên vạch mớn nước và gây thiệt hại nhẹ. Cơ quan này cho biết toàn bộ thủy thủ đoàn vẫn an toàn, tàu đã chuyển hướng đến cảng gần đó. MQ-9 Reaper là dòng UAV trinh sát tấn công hiện đại do tập đoàn General Atomics của Mỹ chế tạo cho không quân Mỹ. Đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2007. Cơ quan nghiên cứu quốc hội Mỹ cho biết, mỗi chiếc MQ9 có giá xuất xưởng khoảng 30 triệu đô la Mỹ và chỉ được cung cấp cho một số đồng minh gần gũi. Mỹ nhiều lần sử dụng MQ9 Reaper để thu thập thông tin tình báo và thực hiện các nhiệm vụ giám sát, tìm kiếm, tấn công chính xác vào các mục tiêu có giá trị cao. Mẫu UAV từng tham gia các nhiệm vụ tấn công ở Iraq, Afghanistan, Syria và Yemen. Mỗi chiếc MQ-9 Reaper có thể mang tới 8 tên lửa dẫn đường bằng laser hoặc 16 tên lửa Hellfire và gần 600 kg nhiên liệu. Thế hệ UAV này có thể di chuyển quãng đường gần 2.000 km và bay ở độ cao lên đến, đến 15.000 m trong vòng 24 giờ liên tiếp lực lượng Houthi bắt đầu tấn công tàu hàng đi qua Biển Đỏ từ tháng 11 năm 2023. Liên quân Mỹ, Anh trong năm nay đã nhiều lần tấn công các mục tiêu quân sự của Houthi tại Yemen nhằm đáp trả và ngăn chặn đối phương tiếp tục tập kích tuyến hàng hải quốc tế. Song hoạt động này tới nay chưa đạt được hiệu quả khi những đòn tấn công của nhóm vũ trang này vẫn tiếp diễn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 4 tháng 8 cho biết, các phi công nước này bắt đầu lái chiến đấu cơ F-16 để thực hiện nhiệm vụ trên khắp bầu trời Ukraine. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột với Liên bang Nga bùng nổ. Người đứng đầu nhà nước Ukraine xác nhận sự xuất hiện của các chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất mà Kiev mong đợi từ lâu. Xác nhận này được đưa ra khi nhà lãnh đạo Ukraine tới gặp các phi công tại một căn cứ không quân với sự xuất hiện của hai chiếc F-16 làm nhiệm vụ hậu tống và hai chiếc khác bay trên cao. Sự xuất hiện của các chiến đấu cơ F-16 đối với Ukraine là một cột mốc trong cuộc xung đột với các lực lượng Nga, dù vẫn chưa rõ chúng sẽ có tác động tức thời như thế nào trong việc tăng cường phòng không và sức mạnh trên chiến trường của Ukraine. Người ta cũng chưa rõ những chiếc chiến đấu cơ F-16 mà Ukraine nhận được sẽ trang bị tên lửa gì, nhưng theo các nhà phân tích quân sự, nếu đó là các loại tên lửa có tầm bắn xa hơn, thì chúng sẽ có tác động lớn hơn trên chiến trường tôi cảm ơn tất cả các đối tác đã thực sự giúp chúng tôi có được F-16 và những quốc gia đầu tiên chấp nhận yêu cầu cung cấp máy bay này là Đan Mạch, Hà Lan và Mỹ, ông Zelensky nói. Ông Zelensky cũng chia sẻ một đoạn video trên nền tảng X, trước đây là Twitter, cho thấy những chiếc F-16 đã xuất kích, gọi thời điểm này là giai đoạn phát triển mới của không quân Ukraine. Không rõ địa điểm F-16 xuất kích trong đoạn video ông Zelensky đang là ở đâu. Song đài RT của Nga có dẫn lại một số video cho biết các tiêm kích này đã xuất hiện trên bầu trời tỉnh Odessa, Ukraine. Trước khi nhận được lô chiến đấu cơ F-16 đầu tiên, Ukraine vẫn dựa vào một phi đội máy bay chiến đấu cũ kỹ từ thời Liên Xô, thường xuyên bị áp đảo bởi phi đội máy bay chiến đấu tiên tiến hơn và đông đảo hơn nhiều của Liên bang Nga. Liên bang Nga đã tận dụng lợi thế đó để tiến hành các cuộc tấn công tên lửa tầm xa thường xuyên vào các mục tiêu trên khắp Ukraine và cũng tấn công các vị trí tiền tuyến của Ukraine bằng hàng nghìn quả bom dẫn đường, hỗ trợ các lực lượng đang tiến chậm ở phía đông. F-16 là loại máy bay chiến đấu mang tính biểu tượng do Mỹ sản xuất, được tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, bố trí ở tuyến đầu và không có nhiều nước trên thế giới lựa chọn trong 50 năm qua. Vào tháng 8 năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bật đèn xanh cho việc triển khai các máy bay F-16 đã qua sử dụng tại Ukraine. Mặc dù Mỹ sẽ không cung cấp bất kỳ chiếc F-16 nào từ kho vũ khí của mình, nhưng các đồng minh và đối tác của nước này, gồm Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy, đã cam kết cung cấp cho Ukraine hơn 60 máy bay trong những tháng tới. Trong quá trình trinh sát, máy bay không người lái UAV Ukraine đã phát hiện vị trí bệ phóng Buk, được lực lượng Nga triển khai gần một bìa rừng. UAV này sau đó đã gửi tọa độ mục tiêu cho lực lượng pháo binh Ukraine. Lực lượng Ukraine không tiết lộ địa điểm, thời điểm cũng như loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tập kích. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, bệ phóng bắc đã bị trúng đạn dẫn đường chính xác từ hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS. Quan sát đoạn video có thể thấy, sau khi bị bắn trúng, bệ phóng Bắc đã phát nổ và cháy dữ dội. Vụ nổ đã khiến các mảnh vỡ của bệ phóng bắn ra xa hàng chục mét. Được biết trước đó, lực lượng trinh sát trên không của Lữ đoàn trinh sát pháo binh số 15 Ukraina đã nhiều lần sử dụng máy bay không người lái xác để tấn công vào bệ phóng tên lửa phòng không Bắc M1 của Nga. Hồi tháng 5, quân đội Ukraina phóng UAV cảm tử tập kích hệ thống phòng không tầm trung Bắc M1 Nga, khiến tổ hợp phát nổ dữ dội và bị phá hủy. Cụ thể video do lực lượng đặc nhiệm Ukraine SOF đăng tải cho thấy máy bay không người lái UAV trinh sát cá mập phát hiện tổ hợp phòng không tầm trung Buk M1 của Nga ẩn nấp gần dạng cây tại tỉnh Sumy, miền bắc Ukraine. Lực lượng này sau đó triển khai UAV cảm tử cánh bằng, dường như là dòng nội địa RAM-2 hoặc Omet do Ba Lan cung cấp, tập kích xe chở, nạp đạn, đang mang 6 quả tên lửa của tổ hợp, khiến nó phát nổ dữ dội và tạo ra cột khói lớn. Kíp vận hành Nga dùng vòi phun nước cố gắng dập lửa, song không thể ngăn nhiên liệu trong quả đạn bị kích hoạt, tạo ra vụ nổ thứ cấp và khiến chiếc xe hoàn toàn bị phá hủy. Video không cho thấy xe chở đạn kiếm bệ phóng và radar TELR của tổ hợp Buck M1 gần đó hứng thiệt hại sau vụ tấn công. Song SOF cho biết khí tài này đã bị hư hại, có thể là do ảnh hưởng từ vụ nổ bên cạnh. Theo các chuyên gia quân sự, Buck M1 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung, tự hành tiên tiến, được Liên Xô phát triển vào đầu những năm 1980 Tổ hợp này là một trong những hệ thống đánh chặn đáng sợ nhất thế giới thời điểm chúng ra đời. Buck M1 được thiết kế với vai trò hệ thống phòng không chiến thuật, chuyên đi theo bảo vệ đội hình tiến quân của các sư đoàn cơ giới trên chiến trường. Hệ thống đã trải qua nhiều lần nâng cấp, cho phép tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc, bao gồm cả máy bay và tên lửa hành trình. Buck M1 hiện được Nga trang bị đài radar 9S18M1 Coupon M1, sử dụng anten mảng pha, giúp hệ thống theo dõi và khóa mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết ở khoảng cách xa tới 120 km và các mục tiêu bay ở độ cao từ 30m đến 45 km. Bệ phóng của Buck M1 được đặt trên xe nạp đạn tự hành bánh xích 9A39M1 có tính năng vượt trội so với các phiên bản phòng không tiền nhiệm. Trong đó, xe nạp đạn có thể chứa 8 tên lửa gấp đôi công suất của bệ phóng và sử dụng thêm tay cần cầu để nạp tên lửa. Tờ The Economist trích dẫn nguồn tin cho hay, các nhà lãnh đạo của Hamas nhận ra rằng cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 là tính toán sai lầm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas, nhóm chiến binh Palestine đang phải đối mặt với sự bất đồng nội bộ và những thay đổi tiềm tàng khi đánh giá lại chiến lược. Thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh và vệ sĩ của ông thiệt mạng do trúng đạn tầm ngắn tại thủ đô Iran. Cả Iran và Hamas đều đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công. Trong khi đó, Iran cảnh báo Israel hứng chịu hình phạt khắc nghiệt, làm dấy lên lo ngại về sự căng thẳng trong khu vực. Israel không xác nhận cũng không phủ nhận sự liên quan của mình trong vụ ám sát. Tuy nhiên, quân đội Israel xác nhận thủ lĩnh cánh quân sự Hamas Mohammed Deif thiệt mạng trong cuộc không kích ở Gaza vào tháng trước. Vị này được xem là một trong những người chủ mưu của vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Các chuyên gia phân tích cho rằng Iran có thể đáp trả trực tiếp, tương tự việc phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa về phía Israel sau cuộc tấn công vào lãnh sự quán Iran tại Damas vào tháng 4. Theo giới phân tích, hành động khác có thể gồm việc nhắm vào công dân Israel trên toàn cầu, gia tăng các hoạt động hạt nhân, gây gián đoạn các tuyến đường vận tải biển hoặc tấn công các cơ sở ngoại giao của Israel. Theo tờ The Economist, cuộc xung đột kéo dài suốt nhiều tháng với Israel làm giảm tín nhiệm của Hamas trong việc duy trì trật tự, tự ở Gaza, sự ủng hộ đối với quyền cai trị của lực lượng này giảm mạnh. Sau vụ tấn công, Mỹ cũng gây sức ép buộc Qatar trục xuất nhà lãnh đạo Hamas khỏi nơi ẩn náu của họ ở Doha nếu không đồng ý ngừng bắn với Israel. Gần đây, trước nguy cơ cả khu vực Trung Đông biến thành một lò lửa, các nước đang dồn lực chạy đua ngoại giao nhằm ngăn chặn cuộc đối đầu giữa Israel với Hamas và Hezbollah lan rộng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi tất cả các bên chấm dứt hành động leo thang và chấp nhận một lệnh ngừng bắn ở Gaza. Liên đoàn Ả Rập, Trung Quốc, Jordani, Ai Cập kêu gọi các bên kiềm chế cảnh báo hậu quả tàn khốc của một cuộc chiến khu vực. Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nêu rõ nước này vẫn tin tưởng về một kịch bản khả thi. Theo đó, Hamas và Israel đã được thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt hơn 9 tháng xung đột tại giải Gaza. Chính phủ mới của Anh đang bị nội bộ chỉ trích gay gắt sau khi thực hiện một lệnh cấm vận vũ khí bí mật đối với Israel. Theo tin tức độc quyền từ tờ Daily Mail của Anh, động thái này đã gây tranh cãi trong bối cảnh Iran được cho là sắp thực hiện cuộc tấn công nhằm vào Israel. tờ Daily Mail cho biết chính phủ Anh đã tạm dừng cấp phép xuất khẩu vũ khí mới, trong đó có thiết bị thông tin liên lạc quân sự và áo giáp chống đạn. Trong khi Bộ trưởng Ngoại giao nước này, David Lammy xem xét liệu có tội ác nào đã xảy ra trong cuộc tấn công của Israel chống Hamas ở giải Gaza hay không. Quyết định của Bộ trưởng Ngoại giao Lammy sẽ không được công bố cho đến cuối mùa hè này. Tờ Daily Mail dẫn một nguồn giấu tên nêu rõ. Việc tạm dừng cấp phép này đã dẫn đến các yêu cầu cấp giấy phép mới sẽ bị đẩy vào tình trạng chờ đợi vô thời hạn. Điều này là một phần trong nỗ lực lâu dài của công đảng cánh tả Anh nhằm ngăn chặn mọi hoạt động xuất khẩu vũ khí sang Israel, đặc biệt là khi họ hiện đang nắm giữ quyền lực. Bộ trưởng Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng Trung Vương quốc Anh, ông Andrew Mitchell, đã lên tiếng chỉ trích động thái này, cho rằng đây là một bước đi kỳ lạ trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng ở biên giới phía Bắc Israel. Ông Mitchell nhấn mạnh rằng Israel đang bị đe dọa trực tiếp từ Hezbollah và quân đội Anh phải triển khai vũ khí và nhân sự để bảo vệ Israel khỏi một cuộc tấn công trực tiếp từ Iran. Về phần mình, Đại tá Richard Kemp, cựu chỉ huy lực lượng Anh tại Afghanistan, cũng phản đối quyết định trên, mô tả đó là một lệnh cấm vận vũ khí bí mật. Ông Kemp cho rằng, việc công đảng áp đặt lệnh cấm vận vũ khí trong khi tuyên bố đang xem xét tình hình là một động thái đáng xấu hổ. Trong một diễn biến liên quan, khi căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, chuyên gia hải quân người Anh, Len Ballantyne đã xác nhận rằng tàu khu trục HMS Duncan của Anh đã sẵn sàng để hỗ trợ quân sự nếu một cuộc chiến toàn diện giữa Israel và Hezbollah bùng phát. Theo tờ Express của Anh, Anh cũng đã lập kế hoạch dự phòng. Tàu đổ bộ RFA Cadigan Bay và lực lượng biệt kích thuộc Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh có mặt ở phía đông địa Trung Hải để sẵn sàng tham gia vào bất kỳ cuộc di tản nào của Anh, Mỹ và các thường dân khác khỏi khu vực. Chuyên gia Ballantyne cho biết, tàu RFA Mouse Bay cũng đang hướng đến địa Trung Hải có thể hỗ trợ các hoạt động di tản. Anh có một căn cứ quân sự lớn tại Ship, nơi các máy bay chiến đấu thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ trên bầu trời Syria và Iraq. Trong cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah năm 2006, các máy bay trực thăng hoạt động từ Ship đã tham gia vào cuộc di tản dân thường khỏi Liban. Chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.